Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Chiến Cano. Hôm nay Chiến sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật bơi sải cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Đầu tiên các bạn hãy xem Chiến bơi thị phạm trước nhé. Bơi sải thì mình có thể đá nhiều chân hoặc là đá ít chân. Mình có thể quay vòng bằng cách lip turn lộn santo hoặc là quay vòng cơ bản. Các kỹ thuật lộn santo và quay vòng cơ bản Chiến sẽ hướng dẫn ở những video tiếp theo. Còn hôm nay Chiến sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để có thể bơi sải cơ bản nhất dành cho người mới học bơi. Bài đầu tiên đó là kỹ thuật thở nước. Thì cũng giống như các kỹ thuật khác, chúng ta sẽ hít vào bằng miệng và thở ra bằng mũi. Hít vào bằng miệng ở trên bờ, nhớ hít sâu vào trong lồng ngực. Xuống dưới nước, chúng ta thở đều ra bằng lỗ mũi. Ngoi lên, hít vào bằng miệng, chìm xuống, thở ra bằng mũi. Chúng ta sẽ thực hành bài này rất nhiều lần. Nếu như mà bạn làm nhuyễn bài này thì bạn sẽ đỡ bị sặc nước. Ngoi lên, há miệng, xuống dưới, thở ra bằng mũi, nhớ nhé. Bài thứ hai, đá chân sải. Các bạn nằm sấp trên mặt nước, mắt nhìn xuống đáy bể, tay có thể bám vào thành bể. Sau đó đá chân cắt kéo. Chân bạn đá lên đá xuống miễn sao có răng nước nhẹ. Biên độ giữa hai chân khoảng 20-30cm. Nếu mà các bạn đá chân chìm ở dưới nước thì còn là sai. Hoặc là các bạn đá chân quá mạnh, răng nước tung tóe cũng sai. Bạn có thể đập chân sải trên cạn. Hay bạn ngồi xuống, tay chống ra hai bên đằng sau. Sau đó duỗi mũi hai chân và đá. Nhớ là dùng lực từ hông và đùi, không được co gối quá nhiều. Hoặc là các bạn có thể nằm sấp thẳng người, đá chân cũng dừng lực từ hông và đùi. Nhớ là đừng để đầu gối chạm đất nha. Tiếp theo, tập chân sải dưới nước. Các bạn đạp tường lao ra, hai tay để thẳng, đá chân. Hết hơi thì đứng lại, tiếp tục lấy hơi, nằm xuống đá chân tiếp. Mắt nhìn thẳng xuống đáy bể nha các bạn. Khi này các bạn có thể nín thở hoặc là các bạn thở đều ra bằng mũi. Đó, hai tay chắp thẳng đằng trước. Mắt nhìn xuống dưới đáy bể, đá chân giăng nước. Yêu cầu bài này là đá chân phải di chuyển nha các bạn. Nếu như mà các bạn đá chân mà nó đứng tại chỗ, có nghĩa là còn sai. Bài tập này các bạn có thể cầm thêm phao trái tim hoặc là phao chữ nhật để hỗ trợ phần nổi phần tay. Nếu như mà các bạn đá chân chìm không giăng nước thì cũng chưa đạt nhé. Bài này đá chân bắt buộc phải giăng nước. Đó, thực hành thật nhiều lần, bài chân sải rất là quan trọng nhé. Ở trong bơi sải thì chân không chiếm tốc độ di chuyển nhiều, nhưng nó rất quan trọng trong việc giữ nổi. Nếu như người của bạn nổi tốt thì bạn sẽ bơi lướt hơn, đặc biệt là bơi sải đường trường. Chân rất là quan trọng. Bài tập thứ 3 là tập tay bơi sải. Các bạn đứng tại chỗ, hai tay giơ thẳng đằng trước, quạt tay xuống dưới nước, vòng ra đằng sau và nhấc lên trời. Đó. Các bạn quạt thẳng xuống dưới đáy bể, đi đúng một vòng tròn nhé. Các bạn quạt tay trở tay, có nghĩa là hai tay giơ thẳng đằng trước, xong tay này rồi mới quạt tay kia nhé. Không quạt liên tục, nó sẽ làm rối động tác của bạn. Quạt xuống dưới, thẳng ra đằng sau và nhấc lên cao, đưa về đằng trước. Đúng. Nhớ là quạt tay trở tay nhé các bạn. Cái lúc thu về các bạn chưa quan trọng là rút tay nhé. Cứ quạt rồi nhấc về thoải mái là được. Vung tay về trước. Đó. Quạt tay thẳng xuống dưới, quạt ra đằng sau và nhấc đặt về vị trí ban đầu. Vị trí ban đầu là thẳng đằng trước sát mặt nước nhé. Tay chìm sát mặt nước. Các bạn đứng tại chỗ quạt hai tay luôn phiên nhé. Nhớ quạt tay trở tay. Rồi, bây giờ là tập tay sải trên cạn. Cái này các bạn có thể tập ở nhà ở bất kỳ nơi đâu. Các bạn đứng thẳng, hai tay giơ thẳng phía trước, quạt tay xuống, thẳng đằng sau và đưa về vị trí ban đầu. Các bạn nhớ quạt, đừng quạt sâu vào quá trong người hoặc là quạt xa quá là cũng sai nhá. Các bạn quạt thẳng xuống dưới, quạt thẳng đằng sau và đưa về. Đây, nhìn về hướng này, lòng bàn tay của các bạn sẽ hướng đằng sau nhá. Nhiều bạn quạt tay và lòng bàn tay hướng đằng trước hoặc là lòng bàn tay hướng về bên trái, bên phải đều sai nhé. Lòng bàn tay hướng về phía đằng sau lưng của các bạn.
Đó, nhớ nhé. Bài tập thứ tư, kết hợp đập chân và tay sải mới học. Các bạn lao ra, chân đá đều cho dăng nước, sau đó quạt, các bạn quạt từng tay. Khi này thì các bạn chưa cần thở nha, cứ úp mặt, đập chân và quạt tay thôi. Hết hơi thì đứng lại, lấy hơi làm tiếp. Đó. Chân đập dăng nước, giúp di chuyển một phần và quạt từng tay. Nhớ quạt tay chờ tay. Quạt tay này xong đặt về quạt tay kia. Tiếp tục thực hiện nhiều lần. Đá chân miễn sao cho người nổi. Quạt tay đằng sau, nhấc đặt tự do về đằng trước. Quạt tay chờ tay, từng tay một nhé. Trong bơi sải, tay chiếm tỷ lệ di chuyển nhiều hơn khoảng 70-80%, còn lại là chân và các yếu tố khác. Chủ yếu là tay giúp bạn di chuyển. Bài tập thứ 5, tập nghiêng thở. Các bạn đứng tại chỗ, tay bám vào tường, úp mặt xuống nước, nghiêng mặt qua một bên. Ví dụ các bạn đặt tay trái vào tường thì các bạn nghiêng mặt qua bên phải. Khi nghiêng đầu lấy hơi, lỗ tai của bạn sẽ ở dưới nước nha. Nghiêng làm sao để miệng lên khỏi mặt nước, há miệng ra lấy hơi vô, chìm xuống thở ra bằng mũi. Nghiêng đầu há miệng lấy hơi, các bạn sẽ tập cả hai bên nha. Nghiêng đầu há miệng lấy hơi, mắt của bạn nhìn theo phương ngang hoặc là ra hướng sau. Bây giờ là tập bên trái nè. Đó. Nếu mà các bạn nghiêng thở bên trái thì tay phải các bạn để thẳng đằng trước, úp mặt xuống dưới nước, nhìn thẳng đất, nghiêng mặt qua một góc 90 độ, há miệng, lấy hơi, hít vô. Thực hiện nhiều lần. Rồi, bây giờ là hướng khác. Nếu mà nhìn hướng trực diện này, khi mà các bạn nghiêng đầu, lỗ tai của các bạn phải ở dưới mặt nước nha. Nếu như lỗ tai của các bạn nhô lên khỏi mặt nước, để người khác nhìn thấy có nghĩa là các bạn nghiêng đầu quá cao. Nhớ nghiêng thấp thôi. Và tập cả hai bên. Bài này tập nhiều lần là các bạn sẽ nhuyễn thôi. Úp mặt xuống, nghiêng đầu, há miệng lấy hơi. Bài tập thứ 6, nghiêng thở kết hợp quạt tay. Úp mặt xuống nước, quạt tay đồng thời nghiêng mặt qua, lấy hơi. Nếu quạt tay phải, nghiêng mặt qua bên phải. Quạt tay trái, nghiêng mặt qua bên trái. Đó. Úp mặt xuống nước, quạt tay, nghiêng đầu, lấy hơi. Khi các bạn bắt đầu quạt tay thì các bạn nghiêng đầu cùng lúc nha. Quạt tay, nghiêng đầu. Cái lúc mà tay quạt thẳng đằng sau là lúc đó là các bạn đã sẵn sàng để hít vô. Và khi các bạn thu tay về đằng trước thì đầu cũng úp xuống cùng lúc. Đây, mình sẽ làm nhiều hướng để các bạn dễ hình dung. Đó. Quạt tay, nghiêng đầu cùng lúc. Úp mặt, quạt tay, nghiêng đầu cùng lúc. Há miệng ra lấy hơi. Sau đó đặt tay về trước. Nhớ là cũng làm bài này tay chờ tay. Xong tay này rồi mới làm tay kia. Bài tập thứ 7, đập chân, quạt tay, nghiêng thở. Kết hợp 3 thứ lại, chân đập dăng nước, quạt tay và nghiêng mặt lấy hơi. Các bạn có thể tập từng bên, chỉ tập bên phải hoặc chỉ tập bên trái. Đó. Quạt tay, nghiêng đầu lấy hơi. Đó. Mình hiện tại đang thực hiện chỉ có bên phải thôi. Khi thực hiện bên phải thì tay trái của bạn, một là giữ thẳng, hai là để sát người. Mình chỉ tập trung vào cái tay quạt và cái nghiêng cùng bên với tay quạt. Quạt tay phải, nghiêng bên phải lấy hơi. Nhiều bạn làm rất ngược nha. Quạt tay bên phải thì lại nghiêng mặt bên trái lấy hơi. Đặc biệt là những bạn mà tự tập bơi thì làm ngược lại. Thì thực sự là quạt như thế nó rất là khó lấy hơi nha. Nó sai hoàn toàn phương pháp luôn. Đó. Đập chân dăng nước đều đặn. Quạt tay bên nào, nghiêng mặt bên đó lấy hơi. Nhớ là nên tập một bên trước, ưu tiên tập bên tay thuận trước. Ví dụ các bạn thuận tay phải thì các bạn tập nghiêng thở bên phải đến khi nhuyễn, rồi các bạn hẳn tập thở qua bên trái. Trong bơi sải thì chúng ta có thể thở một bên hoặc là thở hai bên. Thở một bên thì nó sẽ rơi vào nhịp chẵn là nhịp 2, 4, 6. Còn thở nhịp lẻ thì nó sẽ là thở hai bên. Nếu mà các bạn bơi nước rút á, thì thường là người ta sẽ thở một bên để tối ưu cho cái phần lấy hơi ở bên đấy. Còn ở bơi đường trường thì người ta sẽ thở nhịp 2 hoặc thở nhịp 3 tùy vận động viên. Thở hai bên hoặc là thở một bên, mỗi thứ đều có cái lợi và cái hại khác nhau. Đó. Nhưng các bạn nên tập thở được cả hai bên để cho nó có sự cân đối và nhìn nó đẹp mắt hơn. Tiếp tục tập luyện bài này cho đến khi nhuyễn nha các bạn.
Khi mà các bạn đã nhuyễn cả hai bên thì các bạn sẽ phối hợp lại mỗi bên một cái, quạt tay phải lấy hơi một cái, đặt tay về, quạt tay trái nghiêng đầu lấy hơi cái, đặt tay về. Bước thứ 8, kỹ thuật rút tay, cái này là nâng cao một chút rồi nha các bạn. Hai tay các bạn giơ thẳng, quạt tay, rút tay làm sao cùi chỏ phải cao hơn bàn tay. Bàn tay của các bạn quét vào nước nha, gần mặt nước, không cần phải chạm vào nước, miễn sao gần mặt nước là được. Nhấc cùi chỏ lên, nhấc cắn tay bằng vai và cùi chỏ nha các bạn. Quạt tay xuống ra đằng sau, nhấc cắn tay lên bằng vai và cùi chỏ. Các bạn quan sát nha, quạt tay đằng sau, rút lên, cùi chỏ phải cao hơn bàn tay. Đó, nhấc cùi chỏ cao lên, nhấc cùi chỏ cao lên. Đó. Các bạn có thể tập nhuyễn một bên, bên phải trước. Đó, sau đó các bạn tập cái bên trái, mỗi bên làm nhiều lần, làm đến khi nào nó thành phản xạ. Thì khi các bạn thực hiện động tác bơi thì các bạn sẽ không cần phải nhớ đến nó nữa, tự động quạt là nó đúng các bạn nhé. Và cuối cùng là phối hợp tất cả lại, các bạn đạp tường ra, đá chân đều đặn, quạt tay lần lượt từng bên. Trong bơi sải này các bạn có thể lấy hơi hoặc không lấy hơi tùy thích. Đó. Nếu mà người ta bơi nước rút á, khoảng 25-30 mét là thường là người ta sẽ không lấy hơi, tùy vận động viên, để tiết kiệm thời gian. Tại vì nếu mà các bạn nghiêng lên lấy hơi thì tư thế thân người của bạn sẽ thay đổi, giảm tốc độ của bạn. Các bạn có thể thở nhịp 2 hoặc thở nhịp 3 tùy thích, thậm chí nhịp 4, nhịp 5, nhịp 6. Có nghĩa là ví dụ thở nhịp 2 có nghĩa là quạt hai tay thì thở một lần, thì người ta gọi là thở nhịp 2. Tương tự cho thở nhịp 3 có nghĩa là quạt ba tay mới nghiêng thở một lần. Bơi sải này thời gian đầu nó tập nó rất là mệt, tại vì nó sẽ khó lấy hơi, nhưng mà khi các bạn làm quen rồi thì nó sẽ cực kỳ dễ, và nó bơi nó mang lại cảm giác êm hơn cả bơi ếch rất là nhiều. Vậy là chúng ta đã học xong các bước để có thể bơi sải cơ bản. Mình mong video này sẽ giúp ích cho các bạn có thể tập luyện bơi sải một cách nhuần nhuyễn. Và nếu có bất kỳ thắc mắc gì hoặc các bạn muốn mình hướng dẫn kỹ thuật gì trong video tiếp theo, nhớ comment ở phía dưới phần bình luận, và chúc các bạn luôn tốt nhé.